Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinametrix có trụ sở chính tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này đang vận hành Saigon Prince, một khách sạn 4 sao tọa lạc ngay trên đại lộ vàng Nguyễn Huệ, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, công ty trên đã công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022 với khoản lỗ sau thuế hơn 182,3 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 186 tỷ đồng năm trước đó. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, vốn chủ sở hữu của Vinametrix ghi nhận ở mức gần 1.543,8 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cũng bị ảnh hưởng và ghi nhận âm 11,81%, trong khi năm trước âm 10,76%. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 1,56 lần xuống 1,48 lần vào thời điểm cuối năm 2022, tương đương gần 2.300 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty ghi nhận dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,99 xuống còn 0,78 lần, tương đương là 1.200 tỷ đồng. Về tình hình chào bán, giao dịch trái phiếu, phía công ty cho biết hiện đang có 1.200 tỷ đồng trái phiếu đến hạn chưa thanh toán và đang thu xếp nguồn để thanh toán. Trước đó, ngày 10 tháng 6 năm 2021, Vinametrix đã tất toán 6 lô trái phiếu với tổng giá trị là 560 tỷ đồng. Các lô này được phát hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 và ngày đáo hạn theo kế hoạch là ngày 10 tháng 6 năm 2022. Bên cạnh đó, Vinametrix cũng tất toán 18 lô trái phiếu khác vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, theo kế hoạch với tổng giá trị phát hành là 1.710 tỷ đồng. Hiện tại, Vinametrix không niêm yết bất kỳ lô trái phiếu nào. Thời điểm trước khi phát hành trái phiếu vào tháng 12 năm 2019, Vinametrix đã liên tục tăng vốn điều lệ từ tháng 5 năm 2019. Trong vòng 6 tháng, vốn điều lệ của Vinametrix được nâng từ 218 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng vào thời điểm tháng 11 năm 2019.